Chào tất cả các thầy cô. Xin chào các thầy cô. Con xin chào tất cả các thầy, tất cả các cô của trường Minh Thiện Lý. Xin chào thầy cô. Xin chào tất cả các thầy cô. Con xin chào tất cả thầy cô. Chào các thầy cô của trường Minh Thiện Lý. Tụi con chào thầy cô. Xin chào mọi người. Con xin chào tất cả các thầy cô. Con xin chào các thầy cô. Con xin kính chào các thầy cô. Con xin chào tất cả các thầy cô. Chào thầy cô. Chào thầy cô. Chúc mừng năm mới các thầy cô. Chúc thầy cô và các bạn có một năm sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công việc. Feliz Año Nuevo. Con xin kính chúc các thầy cô một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe để có thể theo đuổi nghề nhà giáo vốn đầy rẫy chữ phim. Và lời cuối cùng, Happy New Year. Con tên là Đặng Vũ Huỳnh Giang, xin được chúc thầy cô một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Mong là Tết này thầy cô đừng cho học sinh quá nhiều bài tập. Con chúc thầy cô một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Du học sinh tụi con khi xa nhà thì có lẽ nhớ nhất là Tết. Không chỉ nhớ bánh chưng, nhớ canh măng mà còn nhớ cái không khí ấm áp của gia đình nữa. Có lẽ là đêm giao thừa là khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Và con chúc các thầy cô có một đêm giao thừa thật trọn vẹn bên gia đình và bên những người thân yêu. Con kính chúc thầy cô luôn luôn khỏe mạnh, tươi tắn, đặc biệt là tiếp tục siêng năng up hình lên Facebook để mà tụi học sinh tụi con có thể xem hình của thầy cô. Và đối với con thì cho dù con có học với trường nào đi chăng nữa thì con vẫn luôn xem mình là một trò của Đinh Hiệp Lý. Và con cũng cảm ơn thầy cô rất là nhiều, bởi vì thầy cô đã cho con một hình ảnh rất là đẹp về Đinh Hiệp Lý và đã cho con một lý do để tin rằng thầy học sinh của con rất là đẹp. Con cảm ơn thầy cô. Năm mới, con chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, luôn thành công trong công việc, cuộc sống và không ngừng xây dựng, phát triển một môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, nơi mà thầy cô đã cho con những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Chúc mừng năm mới! Con kính chúc thầy cô có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, cũng như là thành công trong việc chọn người và con mong thầy cô đừng để bị stress nhiều quá. Đúng đó lạnh. Con xin chúc mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Luôn thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Thì nhân dịp năm mới, chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn tâm huyết với nghề. Cảm ơn thầy cô đã cho con 3 năm cấp 3 tuyệt đẹp nhất của thầy con. Con chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Thầy cô cũng như các bạn học sinh luôn thành công trong công việc và cũng trong học tập. Xin chào. Tết ở nước ngoài thì chẳng có gì gọi là vui vẻ cả. Con cũng chỉ mới qua Vancouver là chưa đến đầy 1 năm nhưng mà đã thấy được nhiều thứ, học hỏi được nhiều thứ. Tất cả những bài học mà thầy cô đã dành tặng cho con nó đều có rất là ý nghĩa và rất là hữu dụng. Con xin cảm ơn thầy cô và cũng xin chúc thầy cô có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì con mong các thầy cô năm mới là luôn vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên cái quan trọng nhất đó là các thầy cô phải luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống đó. Năm nay con không về nên con xin gửi chúc thầy cô lời chúc tốt nhất. Con xin chúc thầy cô bạn năm mới và sự như ý và tràn đầy sức khỏe. Chúc mừng năm mới. Chúc thầy cô năm mới ăn Tết vui vẻ cùng với gia đình và người thân. Đây là cái Tết thứ tư mà con không được ở Việt Nam rồi. Con xin kính chúc thầy cô bách niên trường thọ sướng hơn Tây, ấm cúng bình an trong sắp đầy. Xin chúc các thầy cô có một mùa Tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và luôn biết rằng dù tụi con có ở bao xa đi nữa thì tụi con vẫn luôn luôn nhớ ơn các thầy cô rất rất nhiều. Chúc mừng năm mới Bính Thân vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt, may mắn. Năm mới con chúc các thầy cô vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp và lúc nào cũng yêu thương và chăm lo các học sinh. Chúc Tết đến trăm năm như ý, mừng xuân sang, vạn sự thành công. Con chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và luôn có sự sáng tạo trong giảng dạy. Chúc mừng năm mới.
Thank you. Happy Lunar New Year, Vietnam! Con chúc thầy cô anh sống anh khang thịnh vượng, mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Bên đây là thời tiết cũng hơi mát mẻ, cũng hơi lạnh, nhưng mà con hy vọng là bên Việt Nam thì thời tiết nó rất là ổn. Con nhớ mọi người rất là nhiều và hy vọng là hè này con về mình được gặp mọi người. Con kính chúc các thầy cô một năm mới nhiều hạnh phúc và dồi dào sức khỏe ạ. Năm mới chúc mọi người nhớ là ăn uống vui vẻ. Ăn uống vui vẻ đó nha. Tại ở đây không có được ăn uống vui vẻ nên nó rất là buồn. Vậy thôi. Con kính chúc các thầy cô cũng như các công nhân viên ở trường LSCS được một năm mới thiệt là an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe để huấn luyện cái bầy khỉ con trong năm mới sắp tới. Con chúc thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và đặc biệt là sẽ luôn nhớ tới học sinh như chúng con. Năm mới con chúc các thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, thành công trong tác giảng dạy trong năm sau có nhiều thách thức thì chúc thầy cô luôn thành công và vượt qua một cách dễ dàng. Nhân dịp năm mới, con xin chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và hạnh phúc dài lâu. Thì Tết chuẩn bị tới. Không khí ở Việt Nam cũng có vẻ đang rất nhộn nhịp. Mà ở Mỹ không có gì hết đâu, chỉ có ở Canada thôi. Tụi con muốn chúc thầy cô một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý. Dạ, rồi đầm ấm bên gia đình. Nói chung là Tết Việt Nam thì vui là khỏi nói rồi. Và có nhiều học sinh ngoan ngoãn và học giỏi như tụi con vậy. Hè này tụi con sẽ về và tụi con sẽ... Tụi lúc đó sẽ tính sau, tụi nó sẽ quẩy sau. Yes. Yeah. Mới giúp thầy cô luôn người và sức khỏe, an an định vượng và có nhiều thành công cuộc sống, với lại có được nhiều học trò thêm như tụi con. Yeah! Yeah! Con chúc thầy cô vui vẻ, mạnh khỏe và luôn thành công trong sự nghiệp. Con chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp và sẽ có thêm nhiều học sinh dễ thương như là con. Yeah. Con là Vi. Con là Huy. Và tụi con đang ở Austin, Texas. Yeah. So, tụi con năm nay tụi con không có là năm duy nhất, năm đầu tiên mà tụi con không có Tết. Nhưng mà tụi con có luôn nhớ thầy cô và năm nay tụi con xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Vậy nha. Vậy thôi. Con muốn chúc các thầy cô là có được nhiều thuận lợi, niềm vui cũng như là có thể truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh tiếp theo như là các thầy cô đã truyền cảm hứng cho bọn con. Và hơn nữa thì Tết cũng là cái dịp, cái thời gian cùng gia đình, cho nên con muốn chúc các thầy cô là có một khoảng thời gian thật là vui vẻ, thật là đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Chúc mừng năm mới Tết Bình Thường. Happy Lunar New Year 2015. So nhân dịp năm mới con kính chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Có một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Thầy cô đừng có post nhiều ảnh thức ăn lên Facebook, tụi con bên này thèm lắm. Con kính thầy cô. Con xin chúc thầy cô là luôn luôn có nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc một năm mới. Thầy cô, con mừng mai thì con chúc thầy cô sẽ có một cái Tết vui vẻ, ý nghĩa và lành mạnh với gia đình. Thì năm mới thì con thầy cô sẽ cảm thấy nhiều thành công hơn, sẽ đào tạo được nhiều thế hệ học sinh giỏi và mang lại vinh dự cho trường mình. Con là Minh. Và năm nay con xin kính chúc tất cả các thầy cô có một cái Tết thật là sum tụ và ấm áp, vui vẻ bên gia đình và đi du lịch nhiều hơn, cũng như là thành công trong công việc. Nói chung là con bên này thì Tết lạnh dã man luôn. Con xin chúc các thầy cô đi mới thật là vui vẻ từ Seattle. Chúc các thầy cô an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, vì là sức khỏe và có càng ngày càng nhiều học sinh ngoan hiền chứ không có nhiều con. Chúc mừng năm mới các thầy cô. Con là Nguyễn Hữu Thông, là thế hệ học sinh thứ hai của trường. Hôm nay con rất vui và tự hào khi được mặc bộ trang phục đẹp nhất của đời mình. Nhân dịp năm mới, con xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình và người thân, đạt được nhiều thành công trong năm mới. Dịp năm mới, con kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công việc luôn suôn sẻ.
Nhân dịp năm mới, con chúc thầy cô có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và mọi thứ đều luôn theo ý muốn của thầy cô. Anh chào thầy cô, con tên là Phan Hoàng Long. Thì nhân dịp năm mới con muốn làm một cái video chúc thầy cô một năm mới vui vẻ. Nhưng mà vì đã là du học sinh rồi cho nên con sẽ xài nhiều thứ tiếng cho nó oai. Thì đầu tiên là con chúc thầy cô một năm mới vui vẻ. Gong chi pha trái, sân thai kiên hóng, áp cô chết, khi bồ hốt, súp cùng này, cung hỷ phát tài, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Con cảm ơn thầy. Chúc thầy cô có thêm nhiều inspiration để mà đi dạy dỗ các học sinh tụi em cho thế hệ sau hơn nhiều thành công cho hôm nay. Thầy cô, nhân dịp Tết Bính Thân 2016, con xin chúc tất cả các thầy cô được dồi dào sức khỏe và sự như ý và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nhân dịp Tết Bính Thân năm 2016, con xin được chúc tất cả thầy cô sẽ luôn được dồi dào sức khỏe, công việc luôn được thuận lợi và đặc biệt là mỗi ngày sẽ luôn tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Và để đọc và lạ thì con xin chúc Happy New Year bằng tiếng Thái. Sao quá tiếng phi mại. Xin chào tất cả các thầy cô, chào tất cả các bạn. Đáng xem mình đang ở đâu nè? Chào thầy cô chứ đâu? Đồ anh ơi, năm mới con chúc tất cả các thầy cô mạnh khỏe và sức khỏe là có tất cả. Con chúc tất cả các thầy cô luôn thành công và hạnh phúc để tiếp tục công việc lấy tài của mình. Lấy tài chứ không phải lấy đò, tại giờ mấy em học sinh đông quá, béo tốt quá. Con cảm ơn thầy cô rất nhiều. Sau đây con sẽ chúc mừng tiếng Đức. Ich wünsche euch ein frohes, wunderbares und schönes neues Jahr. Auf Wiedersehen. Ngập ngừng làm chi về đời ngập tràn muôn lối đi.